Mến chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn viết chữ nho trong Đông y. Xin lỗi các bạn, lúc trước mình có làm về cái bài thang đầu cao huyết, nhưng được 34 bài mình có lại xem lại rồi, thì mình tạm ngưng. Mình thấy xem vào các bài viết thì nó quá dài, nhưng mà mình ngẫm nghĩ lại cái bài thang đầu cao huyết này, người ta đặt trên 200 bài thuốc thành thơ phú sẵn cho mình học, để theo cái lối tự chương là thuộc lòng, để khi mà mình nói đến bài thuốc đó mình có cách để mình nhớ. Cách hồi xưa học thì khác, bây giờ thì khác. Xưa là tất cả những cái gì cần ghi nhớ là người ta học thuộc lòng, còn cách bây giờ là học để hiểu thôi chứ không cần thuộc. Nhưng mà khi áp dụng mình hiểu mà mình không nhớ, không thuộc thì nó cũng có cái hạn chế, mình tra cứu thì nó cũng không hay lắm, có khi nó mất thời gian, có khi nó lại bất tiện. Còn thuộc lòng thì ở đâu mọi lúc mọi nơi mình cũng sử dụng được, có khi mình thích thì mình EA mình đọc lại hoặc khoe với bạn bè thì nó cũng hay. Nên hôm nay thì mình quay trở lại, mình đăng tiếp về thang đầu cao huyết. Bữa nay là vào cái chương là hòa giải chi tể, bài thuốc là tiểu sai hầu thang, là cái bài thuốc nổi tiếng. Tiểu sai hầu này là nó trị lưỡng giải trong ngoài, mà nó qua bình bệnh thông thường thì mình có thể dùng nó không công phạt. Mình bắt đầu viết nè. Viết cái chương trước là hòa giải chi tể. Từ bài thuốc là tiểu sai hầu thang. Của tác giả là Trương Trọng Cảnh. Hòa giải cung bán nhân sâm cam
Thảo. Tầm. Cánh. Dụng. Quỳnh. Cầm. Giang. Khương. Thiếu. Dương. Bá. Bạn. Thử. Vi. Tâm. Mình xin đọc lại một lần. Hòa giải. Chi tể là những bài thuốc chủ trị về hòa giải. Tiểu xài hồ than là than thuốc tiểu xài hồ, tên một bài thuốc cổ phương trong đông y. Hòa giải cộng bán hạ nhân sâm là tên hai vị thuốc cam thảo, là tên vị thuốc tòng. Tòng là theo, đi theo. Cánh dụng lại dùng. Quỳnh cầm là tên vị thuốc. Gia là thêm. Khương thông à, gia khương táo là thêm gừng và táo. Thiếu dương là kinh thiếu dương. Bá bệnh là 100 thứ bệnh. Thử vi tông đó là bài thuốc có nguồn gốc chữ tâm này, là hoặc là chữ tôn, là cao cao thượng, là trên hết, là bài thuốc đầu thang để trị cái để hòa giải, là bài thuốc hay nhất. Chào tạm biệt các bạn.